Dạ ông bà, cô chú anh chị thân mến, hôm nay Sơn Ngọc dẫn cả nhà mình đi thăm hoàn cảnh của em Út, một em gái sống trên khu vực rừng núi thuộc tỉnh Ninh Thuận. Em gái này thì năm nay khoảng cỡ 19 tuổi và đã lập gia đình, thì hiện tại đang sống ở trên núi rất là khó khăn cả nhà mình. Hôm nay thì Sơn Ngọc dẫn cô Phương Dung ở nước ngoài đến đây thăm và giúp đỡ hoàn cảnh của em. Và hiện tại thì cô Phương Dung đang bồng bé con của em Út nữa cả nhà mình. Hôm nay thì cô mua rất là nhiều quà để mà gửi tặng cho em Út. Và phía bên đây là căn nhà của em Út và cả nhà mình, rất là khó khăn luôn. Và bên kia nữa, cô Phương Dung mới giúp em Út và chia sẻ cho em Út cách để mà chăm sóc cho con. Ví dụ như là mới tắm xong này cả nhà mình. Và chuẩn bị thì cô sẽ xức dầu rồi hướng dẫn cho em, tại vì em còn quá là nhỏ tuổi để mà lập gia đình đó cả nhà mình, thì cho nên là em không biết được những cái vấn đề đó. Tắm em xong không? Ha, thế con để ý em vậy nè, một em á, em bé con thấy đựng ẩm hoài, con nghĩ là em sẽ không có dơ vậy, nhưng mà em thì mỗi ngày phải tắm, con tắm buổi trưa đó cho em nó mau lớn. Tại vì mỗi ngày phải tắm nha. Dạ. Con tắm xong á thì con xức phấn cái này cho em nè. Cô mua mấy cái thứ cho con. Cô để tay vô vậy nè. Rồi cô tha lên cái cổ của em. Con xức phấn cho em nha. Rồi không có hôn đến đi con. Đúng rồi, rớt cái khăn rồi kìa. Em rớt cái khăn. Tại vì Ngọc biết không, nó ẩm riết đó, rồi nhỏ bây giờ không chịu nằm luôn. Đi Ngọc nè, con ẩm đi, con ẩm em đi. Rồi, con tắm xong con xức cái ra đây, con xức phấn. Tại con ẩm riết nó quen hơi, đúng rồi, nó không có chịu cô. Cô lạ. Con không có ẩm em mỗi ngày như vậy là sau này con sẽ đi làm, con thấy không, nó đòi con, thấy chưa? Rồi mở cái chai dầu ra. Ủa sao mỏng được hả? Cô nhấn mạnh xuống, cô nhấn cái nắp mạnh nữa. Rồi cái con lấy nào con xức vô em. Con lấy con xức đi, con nào con xức. Đây nè, con xài đi. Con học đi, tắm xong, lau khô xong, xức cái phấn này. Ha. Rồi bắt đầu con xức cái dầu vô, con để vô tay con đó, rồi con xức cho em. Tại biết sao nó khóc không? Tại vì con ẩm nó hoài, cho nên nó không có chịu ai hết. Rồi quần áo em bây giờ mặc vô không? Dạ con. Lấy qua, lấy quần áo đi, mặc đây vô. Rồi hàng ngày em Út có tắm cho con của mình không? Dạ con. Ngày nào cũng tắm. Ngày nào con khóc rồi. Rồi tắm cho bé, rồi em tắm ở đâu và như thế nào? Tắm trong nhà. Tắm trong nhà hả? Rồi em có thau để tắm cho bé không? Dạ không, lấy son. Son hả? Trời ơi, tắm con mà tắm bằng son. Không, bây giờ cô mua cái thau này cho con tắm em nha. Dạ. Ha. Từ đây không có lấy cái son tắm nữa nha. Dạ. Con lấy cái thau này. Phải không? Dạ. Dạ cả nhà mình, đó là cái lý do thì Sơn Ngọc hỏi đến em Út là Sơn Ngọc mới vừa đi mua cái thau tắm em bé để mà gửi tặng cho gia đình của em Út này, thì được cô Phương Dung nhờ Sơn Ngọc mua để tặng. Lúc trước bây giờ em Út sanh con ra thì tắm trong một cái son. Tắm con trong son cả nhà mình, đó giờ mới nghe luôn á. Tắm không cái son con nấu đồ ăn xong rồi con đi đem vô con tắm em hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Ẩm rồi, tại vì con ẩm em biết bây giờ nó không chịu nằm, con hiểu không? Con không để ẩm hoài vậy đâu có được. Rồi sau mốt này con đi làm. Hả? Cứ vậy ẩm, cứ ở không, cái nãy cô lên con thấy con nằm, con ngồi con ôm em không à? Con phải để cho nó chơi một mình. Ẩm riết vậy nó quen rồi. Bây giờ con biết xài chưa? Cái này rồi con nhắc lại coi. Tắm xong rồi sao? Con biết, con không biết nhắc lại. Tắm không xong rồi rắc bột chị, đúng không? Dạ. Tắm xong lau khô, sức phấn, rồi sức dầu, sức dầu phải không? Rồi dạ. Sức dầu, rồi cái này là bình sữa nè. Đây là có hai cái bình sữa ha. Con nhớ cái này tùy con thích. Cái này á là pha sữa cho em. Dạ. Con biết cách pha sữa không? Chưa. Tại vì á con hiểu không? Đây cô nói với con nghe nè. Cô cho em, con cho em bú hoài nhưng mà con không có ăn nhiều cho nên con không có chất, phải không? Cho nên á cô nói là con vẫn cho em bú bình thường nhưng con phải cho em ăn thêm, bú thêm. Đây cô kỹ con cách cho em bú. Con pha nước lạnh tới chỗ này cũng như là sao ta phần nữa không có nóng quá như hồi nãy, nước vậy đó, ấm ấm đó. Cô pha nước lạnh rồi tới nước ấm. Con pha tới khoảng bao nhiêu, em còn nhỏ thì con pha ít vậy nè, nó có cái số nè, không? Mà con phải pha bằng nước lạnh và nước nóng. Dạ. Phải, mà trước khi nấu là con phải nấu sôi nha, nấu thật là sôi. Dạ. Chứ rồi con mới pha vô, con đổ nước ấm vô tới đây, con đổ nước lạnh vô tới đây. Dạ. Nước sạch đó nha. Rồi con đổ nước nóng tới đây. Tại em còn nhỏ đâu có uống nhiều được, con uống cho tới đây đi. Rồi cái con hiểu không? Con nói vậy con có hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu không? Hiểu thì nói hiểu nha, không có làm bậy nha không? Đây, con nói một lần nữa ha. Dạ. Pha nước lạnh, nước sạch ở đây, phần nữa. Rồi pha nước nóng. Dạ. Như nấu sôi, như nãy mình nấu sôi đó, tắm em đó, nấu sôi tới đây. Nói nấu sôi rồi con đổ lên phân nửa lạnh, phân nửa ấm tới đây. Rồi tới đây ha. Dạ. Em còn bé thì cho uống tới đây thôi. Dạ. Ha. Rồi cái con pha nước xong trước tới đây. Nước xong rồi con mới lấy cái bột đó, cái sữa đó. Con để con mới em á uống một cái có cái trong cái hộp nó có một cái muỗng vậy nè. Dạ. Nó có cái muỗng, con mới đổ vô đây. Con pha nước lên tới đây thôi nghe, nước nóng, nước lạnh tới đây. Dạ, dạ. Rồi con để cái muỗng sữa ở trong cái hộp nó có sữa, con đổ vô. Con để cái sữa xong vô ha. Con lắc. Con lắc vậy nè. Con lắc xong rồi con thử coi nó có nóng hay không. Hiểu không? Bây giờ nói lại đi. Bây giờ nói lại đi. Mình không có sao, đừng có mắc cỡ, nói lại đi. Cô dạy mà, nói lại thì sao? Cô nói con biết mà. Thì con tập nói, con phải tập nói chứ. Đây. Con pha nước ấm tới đây. Nước lạnh. Dạ. Rồi nước ấm phần nửa, hai cái phần nửa. Rồi con mới lấy cái sữa con đổ vô. Dạ. Rồi con mới lắc. Xong con uống thử. À, con muốn thử coi nó có nóng hay không phải không? Dạ. Con thử lúc coi em có nóng rồi con mới cho em uống. Con thấy chưa? Nó không chịu nằm ở dưới. Nó đòi ẩm không à. Tại vì nãy cô vô cô thấy con đang ngồi con ẩm em mà. Con biết không, em bé mà con ẩm hoài á là con cực lắm. Tại vì con phải thả xuống cho nó chơi một mình, chứ không có ẩm hoài vậy, biết không? Con ẩm hoài rồi mai mốt con đâu có đi làm gì được. Nè con thấy con ẩm cái nó im, thấy không? Nó biết mùi rồi đó, nó không có chịu cô. Đây cái con pha xong lát con thử xong rồi con cho em bú ha. Mà cái bình sữa đó khi trước khi con đem đi làm, đi pha cho bé đó thì con phải rửa cho sạch. Con trụng qua nước ấm cho nó sạch, rửa sạch xong rồi con mới làm nha. Chứ cái này là con chưa có rửa, con mới mua, không có rửa. Cái này là cái pha sữa của con ha. Cái em, cái này con nhớ nha, cái màu đỏ là pha sữa. Cái màu hồng á là con nấu nước ấm cho sạch xong. Nước lạnh nước gì cũng được, con để vô đây cái bình này nè. Một ngày á, khi con cho em bú xong cái sữa này hoặc bú sữa mẹ cũng vậy. Thì sữa mẹ nó có cái chất mặn, con hiểu không? Con phải nghĩ rằng con phải tập cho em uống nước. Đây là cái bình này là bình pha sữa màu đỏ. Cái màu hồng này là để nước cho em uống. Con để bao nhiêu cũng được, nước không thành vấn đề, con để đầy cũng được. Rồi mỗi một lần con cho em bú sữa này nè, xong con cho em uống nước tráng miệng. Con phải nhớ, con phải tập em uống nước. Sau này con của con nó mới mạnh khỏe, con dễ nuôi. Chứ con có khát nước không? 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 Dạ có. Đúng. Thì em bé nó cũng y như mình vậy đó. Con đừng có nghĩ rằng em bú không cần nước, con biết không? Nước rất là quan trọng luôn. Tại vì hồi xưa cô có em bé đó là cô cũng phải có hai bình vậy nè. Là một là sữa, cái này nhớ nha, sữa, còn bình này là nước. Nước thì con cứ sữa thì chỉ tới đây thôi ha. Dạ, dạ. Sữa chỉ phần hai tại em còn nhỏ quá, con chỉ pha tới đây thôi nha. Còn nước á, thì con để đầy một bình không sao. Thì con cho em uống sữa xong thì con cho em uống nước. Con cho riết, con tập riết đó, con nhét cho nó quen riết thì nó sẽ chịu uống à. Chứ con không cho em uống sau này em lớn lên em không có chịu uống nước đâu. Cho nên con cho em uống nước, cái này là nước nha. Bú xong mẹ, bú mẹ hay là bú sữa bình cũng vậy, là mình phải cho em xong hết rồi con phải cho em uống nước. Con nếu mà con không cho em uống nước đó, là em không có khỏe, con phải cho uống nước. Tại vì nước rất là quan trọng luôn. Hãy nhớ nha cái bình. Nhưng mà con cho em uống xong sữa xong không, cái bình con phải đem rửa. Dạ. Rửa cho sạch. Với lại con ngâm nước con rửa ha. Nhớ không? Dạ. Đừng có dạ dạ với cô ha. Ha. Rồi đây là cái này cô mua, cô nấu đem lên cho con ăn nè. Xanh xong không có gì ăn chứ không? Không có gì ăn không? Chút con nấu cơm đi rồi con ăn. Cô nấu lên sẵn cho con luôn nè. Cái này bánh cô đem cho con. Nó thấy mẹ nó không có cái nó khóc liền, không con đưa em, con đưa vậy, con đưa giọng chứ con không có được ẵm hoài. Con hiểu không? Giọng nó rách tê tua hết rồi cô coi nó nhiều lúc nó rách to quá lọt cái xuống luôn không cô? Ngủ ẩm trên tay mà ngủ luôn à. Rồi cô còn dặn dò bé Út cái gì nữa không cô? Cô hướng dẫn kỹ nhưng mà không biết là bé Út có làm đúng ý của cô hay không nữa. Không làm nè, không làm mai mốt cô không có lên nữa nha, nghe không? Đấy, quà cô cho quá trời nè. Nè, hai cái bình sữa trước khi dùng phải rửa sạch nha con, nghe con gái. Con cho con có con uống là nếu mà không có sạch là em bệnh đó. Con phải rửa sạch thật là sạch. Con lấy cái nước sôi con nấu xong nó con pha nước ấm con rửa hai cái bình này cho sạch lên. Cái bình nào sữa, cái bình nào uống nước đâu nói đi cô cho coi, con nhìn đi. Bình là sữa. À. Sữa bú xong, bú sữa mẹ cũng vậy hay bú bình con vậy. Tại vì con hiểu sao, con sống ở trên này con không có đi làm. Rồi con không có tiền để ăn đồ ăn gì phải không? Cho nên con cho em uống sữa thì nó sẽ bớt bú mẹ. Thì con đỡ mệt đó, con đỡ đói. Nhiều lúc em bú nhiều con đói không? Dạ. Đúng đấy không? Cô biết mà, tại vì cô cũng từng làm mẹ mà. Con mình nó bú mình hoài thì mình sẽ hay đói bụng phải không? Cho nên con cứ cho bé uống sữa dặn vô. Nó vẫn bú sữa mẹ nhưng mà con vẫn cho em bú sữa bình, con tập nha, con phải tập cho em quen. Rồi cái này á, là không phải sữa, cái này là bột. Hùng Ngọc quên nói với nó bột, cái này là bột là sao ta, sữa để tại vì ở đây nó không có bán. Ngày mai cô đem lên, ngày mai cô kêu Sơn Ngọc đem lên lấy hộp sữa cho con. Cái này là cái bột hiện dài quá không biết nó nhớ không Ngọc. Bột này á, là con biết không là em mấy tháng rồi? Em 2 tháng. Hả? 2 tháng. Cô quên em mấy tháng với ông? Cô quên rồi tại vì con của cô lớn rồi. Bây giờ cô nói là ngày mai cô đem sữa lên cho con ha. Bột á là sau này đi, em 4 tháng con hãy cho em ăn. Dạ. Bây giờ cô mua sẵn tại việc mai mốt cô về bệnh rồi đâu có ai mua nữa, cho nên bột á con lấy cái chén, con có chén ăn cơm không? Dạ, con lấy cái chén ăn cơm, con pha bột với nước, nước ấm ấm á, chứ nước ấm ấm nha. Con pha cũng như là cái này nè, con pha giống vậy nè, nó đừng có nước nhiều, con pha nhiều vừa vậy nè. Mà em 4 tháng mới ăn cái được này nha. Còn sữa mai cô đem lên, cái sữa là uống vô cái bình này là mai cô đem lên, tại đây nó không, bây giờ nó không có bán, ngày mai phải xuống Bác Ái mua ha. Rồi gạo cô dặn con nhớ để đâu bổ, ngày mai cô đem cái thùng vô cho con, rồi con đổ vô cái thùng này sao? Cái này là cho, đây là để cho bé khác. Con lấy cái chén con đựng đi, ngày mai rồi con để chung với này hột gà cho con ha. Ngày mai con để gạo cái thùng để lên, bây giờ cô đừng đổ gạo nha. Ngày mai á cô đem cái thùng lên cho con, rồi con đổ gạo lên, rồi con để cái ớt này vô là không bao giờ có mấy cái con sâu á. Con dặn nhiều có nhớ không? Thiệt không? Thiệt. Hả? Thiệt không? Không có được lấy cái nồi tắm em nữa nha, không? Cái thau. Cái thau này để không, mà cái thau này con không có để lấy rửa một cái bất cứ cái gì hết. Cái thau này để chỉ tắm em thôi, con không thể lấy rửa rau hay là rửa cá, rửa gì không được nha, không? Không bao giờ. Tại vì em sẽ có cái mùi hôi, con cái thau này chỉ để tắm bé thôi. Nhớ nha. Nhớ nha. Dạ, nhớ. Không có mai mốt cô đi cái đấy con lấy ra con đựng đồ con rửa cá thịt đồ có không? Dạ không. Hả? Không á. Hứa. Hứa với cô luôn. Hứa nha. Rồi còn cái chuyện này nữa. Mình ở không á, cô thấy cái nhà của con á, trong đó nó đồ nó tùm lum hết trơn á. Đồ của mẹ. Đúng, mình ở không á, mình sắp cho nó gọn con. Tại vì em bé ở trong nhà mà con để đồ nhiều quá không có tốt cho em của con đó. Con thấy con để nhiều đồ quá, con phải sửa cái, con lấy cái quần áo á, em con ngủ như nè, rồi con sắp, con thấy bé ngủ thấy chưa? Con đâu có cần ẩm nó đâu. Cho nên cô nói là chừng nào em ngủ con rảnh đó, cái con sắp quần sắp áo em với con đồ. Em bé đồ bé để đây, đồ mẹ để đây, chứ con đừng để vậy. Cái nhà thì có chút xíu à, mà con để tùm lum chứ. Hả? Nhớ không? Cô thấy cái nhà của con quần áo nhiều quá. Dạ đúng. Dạ đúng, sao con không sắp gọn? Không dám nói với mẹ. Không dám nói, cô nói giùm nha. Không dám nói à? Đêm mai chiều con nói lại. Mình á, cô nói con nghe là mình nghèo á, mình không có tiền thì không biết làm sao không, nhưng mà mình sạch mình làm được mà, mình gọn mà. Con lấy quần áo á, em đồ của con á thì con của con ship, nhưng với bên này là phấn với dầu con để một bên cho em, mỗi tắm là con đem ra, chứ con đừng có để tùm lum. Cô thấy cái nhà của con nhiều đồ á, con ship gọn lại rồi cái nào ra nấy ha, được không? Thì ngoan đi, rồi mai mốt cô lên thăm nữa ha. Cô không lên thăm cô cũng đừng gửi tiền về được mà. Mà nếu mà lên cô không ngoan á, thì cô không có giúp con nữa, phải không? Mình đâu có làm gì đâu, con thấy con ở không đâu có làm gì nhiều đâu, thì chỉ sạch căn nhà của mình ha, sạch lại rồi quần áo xếp ngay ngắn này kia. Tối cái điện nhà này sáng không? Cái này sáng không? Dạ có. Rồi tối con có ẩm em ra đây ngồi không? Vui không? Hả? Ôm mình đã có gì? Có mẹ mà. Mẹ có lúc đi xuống lầu. Con ngủ mình hả? Ngủ ở đây ngủ có thốn mình hả? Dạ. Con sợ. Con không sợ hả? Mà mẹ không có ngủ đây thường xuyên hả? Có chứ, mẹ đi xuống một chút, mẹ qua lại. À, vậy là người trở lại chứ không phải là ngủ dưới, thì có ngủ đây. Nhưng mà cô nói với con là con phải xếp ngay ngắn cái đồ. Dạ. Ngày mai cô lên, cô đem cái thùng gạo lên với sữa lên, cô thấy không gọn là cô không có ghé nữa ha, được không? Dạ. Ngày mai cô lên cô thấy dạ rồi, ngày mai cô lên, cô thấy con với mẹ phải xếp thật là gọn, quần áo em để một bên, để em, con để con lấy cái thùng á, con để quần áo cho em bé của con còn cái này là con để vô chung, con dễ, mỗi khi con tắm con dễ xài. Với hồi nãy vậy nè, cô ẩm em lúc nãy, con tại sao con ẩm em mà cô thấy cái vớ của em nó ướt cái nước đáy không? Phải không? Dạ. Tại sao cô không cởi ra cho em? Con có một bộ. Con có một bộ thì con cởi ra. Dạ. Ủa vậy hả? Mua đâu? Mua cho bạn. Có không? Có. À, vậy mai con mua cho con nhiều. Con đừng có... Em... Cô đấy... Hồi nãy cô lên cô thấy em khai dữ lắm, với lại mang cái vớ ướt là nước đáy không? Vậy là em đáy là con phải cởi ra, đem đi giặt, với lại con sức phấn. Với con thấy cái khăn, tại sao cái khăn hôi nước đáy mà con để vậy? Có một cái con đem. Vậy là con nói có một cái, vậy là mai cô mua khăn cho con nha. Hồi nãy cô có kiếm khăn mà ở đây không có, ngày mai cô mua khăn. Vậy là con không có để khăn nước khai nước đáy đắp cho em kiểu này nữa ha. Ủa bữa cô có gửi lên mấy cái khăn nhiều lắm mà. Không có hả? Có không? Hay là con để đâu trong đó? Không, con có hai cái à. Vậy ngày mai con mua khăn cho con. Nhưng mà khăn em đáy hôi quá, sao con không đi giặt? Ngày mai con mua cho con cái mới, con phải giặt cái cũ. Cái khăn này hồi nãy con thấy hôi quá à. Với lại cái vớ của em hồi nãy cô lên cô ẩm em, lúc cô ẩm em cô thấy nó ướt, nó hôi nữa. Vậy ngày mai cô đi mua cái vớ cho em với khăn, là con phải thay cho em thường xuyên nha. Mỗi ngày tắm xong thay bộ đồ mới, thay vớ mới. Con ăn cơm như vậy thôi hả? Không có gì ăn chứ hả? Ăn trái đu đủ với lại đậu rán. Ăn với cơm không vậy hả? Ngon không? Dạ ngon hả? Rồi thịt này sao không xé ra? Ấy thịt là ăn trời. Trời ơi hiền quá vậy. Cơm nhiều quá, gạo cơm nấu nhiều vậy. Mẹ em ăn hết không? Chiều ăn hết. Nhưng mà chiều ăn hết không? Ăn nhiều vậy hả? Nó một sòng vô. Con để cái thịt này á, con ăn với cơm nó khô mới ngon, chứ con bỏ vô canh nó không có ngon. Con ăn hết đi rồi con mới này con ăn với thịt. Này là thịt cô kho cái gì á cô? Chia sẻ đến cả nhà mình. Con nấu với cô làm món khoai môn với nấu với thịt bà rọi lên cho bé Út ăn. À, kiểu như là cho bé Út, tại vì bé Út mới sanh không có gì ăn hết. Khôi môn kho với lại thịt bà rọi. Ừ. Rồi sao nên cảm nhận nào? Ngon không? Dạ có cay quá. Cay quá hả? Vậy là đó, mẹ của Ngọc bỏ ớt rồi. Cay nó mới ngon. Ăn thịt thì sao không ăn kho vậy trời? Móc thịt ra ăn. Lấy thịt ăn đi con. Đừng ăn khôi chứ, ăn thịt nè. Nó không có cay nhiều đâu, con ăn thịt đi, không có cay. Bữa trước cô nấu đồ đem lên nó ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon hả? Mai cô nấu đem lên nữa nha. Cay quá ăn thịt. Hả? Cay quá hả? Không biết ăn cay hả? Con ăn thịt thử coi, miếng đi. Ăn thịt đi. Hay là ngại? Thôi nó không ăn cay thôi. Chắc con chiên trứng gà ăn đi nè, con mua trứng gà cho con nè. Trứng gà cá khô này nha. Chiều chiều cô đi con chiên trứng gà ăn rồi, nha. Mì tôm nè, rồi cá hộp nè, đấy, nhiều lắm. Ăn trứng gà đi con, nấu trứng gà ăn đi. Gạo thì bao 25 kg, đừng ăn chắc cỡ tháng. Mới nãy cô Phương Dung mua tặng cho gia đình của mình hết 2 triệu mấy tiền đồ. Quá trời đồ luôn. Vui không? Vui. Sao con không ăn thịt hả? Con ăn thử miếng đi. Ăn thử để cho cô vui. cô nấu cho con đó, tại cô biết con xanh đó. Ăn thiệt chứ đúng không? Ăn thiệt đi, ăn thiệt đi rồi cho cô vui, nêu cảm nhận cho cô vui. Rồi chồng con có về không vậy? Chồng có về không? Có cay không? Cái này thịt không cay phải không? Vậy chắc môn nó cay đó. Môn nó thấm hơn hay sao đó, cô à? Bỏ cơm vô ăn đi con, ăn lên cho nó có sức khỏe. Con cho em bú, con có đói không? Dạ. Rồi ăn cái này đâu có sức cái học hay không? Dạ. Nó quen. Thấy bé ăn mà cũng thèm không cô? Ờ, thấy nó ăn thấy ngon. Con nhớ, cô dặn con gì con nhớ không? Không. Nhớ không? Nhớ không? Dạ nhớ. Nhìn thấy thương đúng không? Ừ. Nói chung mà làm đúng theo ý của cô thì cô có thể là về đây giúp bé Út dài dài. Bé Út mà không làm đúng theo cô ý về của hoài cô à, thì... Con thấy bữa cô về mới về, cô về nữa đó không? Cô về hoài mà. Nè cái bánh này cô đem cho con ăn nè, con có đói bụng á, cái con ăn ha. Con thích ăn bánh không? Thế không? Nói đại đi, đừng có mắc cỡ. Con cô đáng tuổi mẹ con mà. Mẹ nhiêu tuổi vậy mẹ con á? Gì cũng không biết nữa. Mắt con đau mà nó cũng không biết. Cô nói cái mắt em đau á, con phải cô mua thuốc lên á, con phải nhỏ một ngày mấy lần á, sáng, trưa, chiều, tối, cũng như là khoảng 2 tiếng đó, 2 tiếng á, cái con nhỏ em lần. Tại vì nãy cô thấy mắt con của con nó có cái gì ở trong con mắt nhiều lắm. Con thấy em tắm xong em ngủ ngoan chưa? Phải không? Em ngủ ha, lúc em ngủ đó con thấy chỗ nào cái võng không có nắng á, con để em lên. Chứ con không có ẩm hoài. Cô để em lên đó, thấy con ngủ thấy nó mê mê chưa? Nó mê luôn. Nó mê chưa thấy không? Rồi em Út ơi, thì cô Phương Dung mới gửi cho em một số tiền á, để mà em mua những cái món đồ em cần thiết mà cô có mua thiếu á, như ví dụ như mới nãy là cô có hỏi em dầu ăn á, thì em nói là chưa có dầu ăn, thì tí nữa em mua dầu ăn về để mà chiên trứng ăn nha. Rồi em cảm ơn cô Phương Dung đi. Nãy giờ quên cảm ơn rồi đúng không? Cảm ơn cô Phương Dung. Ôm cô một cái đi, ôm cái đi, ôm cô một cái đi, mình ôm nhau một cái đi ha. Cảm đúng không? Chắc là vui lắm á Út ha. Dạ, Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nha. Dạ, cả nhà mình ủng hộ cho Sơn Ngọc và cô Phương Dung và em Út một like và một lượt đăng ký kênh, có thể là chia sẻ video để mà em Út có thể là được một chút may mắn nào đó để nhận những cái món quà của tất cả ông bà, cô chú, anh chị, nhà hảo tâm. Dạ, Sơn Ngọc xin phép khép lại video tại đây ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye!